Xin chào quý thầy cô, hôm nay em hướng dẫn quý thầy cô cách đổi phông nền trong Google Meet. Thì có một số cái máy tính chúng ta sẽ không thay đổi được. Ví dụ như chúng ta nhấp vào cái phần thay đổi phông nền này, thì nó hiện ra các tính năng để giúp chúng ta thay đổi. Đấy. Nếu chúng ta có camera thì nó sẽ hiển thị chúng ta với cái phông nền như vậy và hình chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể nhấp vào đây, thì nó sẽ báo những như thế này là chúng ta đổi được. Có một số trường hợp nhấp vào nó sẽ không cho chúng ta thay đổi, nó báo là không hỗ trợ, cần chúng ta cài đặt và cập nhật trình duyệt. Như vậy thì thầy cô sẽ thực hiện hai bước như sau. Thứ nhất là chúng ta update trường mới nhất, thứ hai là chúng ta bật cái chế độ tăng tốc máy tính lên. Như vậy thì thầy cô cứ copy lần lượt hai cái đường dẫn này, sau khi thầy cô xem thì cô xuống cái phần mô tả thì cô copy thì cô dán vào trình duyệt là nó tự động nó sẽ chạy. Ví dụ chúng ta mở cái trình duyệt Chrome ra, chúng ta chỉ cần dán thằng này vào thì tự động nó sẽ update. Khi nó update xong thì nó sẽ check cho chúng ta một cái biểu tượng màu xanh thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta copy cái dòng này để chúng ta bật cái chế độ tăng tốc phần cứng lên. Chúng ta có thể copy dán vào đây luôn. Đó. Thì ở đây chúng ta bảo đảm rằng hai cái nút này được bật lên. Hai nút này bật lên. Như thế này là xong. Sau khi mà chúng ta thực hiện xong thì chúng ta khởi động lại máy. Thì cô nhớ khởi động lại máy và chúng ta khởi động lại trình duyệt. Thì chúng ta sẽ thực chúng ta sẽ có được cái tính năng này. Chúc quý cô thành công. Xin chào quý thầy cô.